Ngày hôm đó, trong vườn rau của tôi xuất hiện nhiều người tí hon. Họ đang đánh nhau kịch liệt với một con nhện. Thấy những người tí hon sắp thua, tôi liền đưa một ngón tay ra chọc chết con nhện. Những người tí hon thấy cảnh đó, lập tức tôn tôi làm chủ nhân. Hóa ra vườn rau của tôi kết nối với một thế giới tu tiên. Những người tí hon này bay lên từ hạ giới và coi vườn rau của tôi là tiên giới. Viên hỗn độn ma châu mà chúng ta thánh nhân không thể chống đỡ, lại bị người ta dùng một ngón tay chọc chết. Đây chính là người của tiên giới sao? Khủng khiếp quá. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thân hình một người khổng lồ chiếm đầy bầu trời, rất cao rất lớn. Cảm ơn tiền bối đã ra tay cứu giúp. Dám hỏi tiền bối là chủ nhân nào của tiên giới? Chúng tôi là những tu sĩ bay lên từ hạ giới. Nếu tiền bối không chê, tôi muốn gia nhập môn phái của tiền bối, mong tiền bối thu nhận. Ma thần nữ mẫn nhạy bén nhận ra đây có thể là một cơ duyên lớn, cũng là cơ hội duy nhất để sống sót. Nếu không, những bộ xương quanh cây thế giới chính là bài học. Tuy rất đường đột, nhưng xin tiền bối thu nhận, dù làm tạp dịch bên cạnh tiền bối cũng được. Chủ nhân môn phái, tôi chỉ là người bình thường thôi, không có môn phái, cũng không phải chủ nhân gì cả. Vốn là lời nói bình thường, nhưng trong mắt những người tí hon, đó là tiếng sấm rền vang. Vì vậy những người tí hon càng thêm kinh hãi. Dù có phải chủ nhân hay không, xin tiền bối thu nhận, chúng tôi sẵn lòng hầu hạ bên cạnh tiền bối, dù không bái sư cũng được. Những người tí hon khác cũng vội vàng gật đầu phụ họa. Trong mắt những người tí hon, Vương Mộng tuyệt đối là một tồn tại mạnh mẽ đến nghịch thiên, được hầu hạ bên cạnh tuyệt đối là vinh hạnh. Không ngờ tôi, một kẻ sắp chết không thành tựu gì trong đời này, lại có ngày được người khác gọi là đại nhân vật. Nhưng những người tí hon này trông thật thú vị. Có thể nuôi thì cứ nuôi vậy, tôi không phải là nhân vật gì ghê gớm đâu. Nhưng các bạn yên tâm, tôi sẽ cố gắng bảo vệ các bạn. Những người tí hon được lời hứa của Vương Mộng, cảm thấy mình đã đứng vững chân trong thế giới này, tinh thần vừa thả lỏng. Những người tí hon vốn đã tiêu hao quá nhiều, đầu nghiêng một cái liền ngã xuống. Chuyện gì vậy? Không phải chót rồi chứ? Vương Mộng định đưa tay vỗ vỗ những người tí hon dưới đất, nhưng lại sợ một cái là ấn nát họ, nên trước tiên thả những người tí hon bị mắc kẹt trong tơ nhện ra. Đi xem đồng bọn của các bạn thế nào. Hai người tí hon kiểm tra tình trạng của đồng bọn đang bất tỉnh, quay về báo cáo với Vương Mộng. Thưa chủ nhân, họ không sao cả, chỉ là vừa rồi chiến đấu với ma vật hỗn độn tiêu hao quá nhiều, nơi này lại năng lượng thừa thớt nên mới ngất đi. Nói đơn giản là có phải là đói quá không? Có thể nói như vậy. Được rồi, các bạn đợi một chút. Nói xong quay người về phòng tìm đồ ăn. Anh ấy mới về nhà chưa lâu, không có nhiều thức ăn. Nhìn miếng bánh mì trên bàn, Vương Mộng suy nghĩ một lúc. Tuy hơi ít, nhưng những người tí hon đó cũng không lớn, chắc là đủ ăn rồi. Chỉ còn miếng bánh mì này thôi, các bạn tạm ăn vậy nhé. Những người tí hon nhìn miếng bánh mì khổng lồ trước mặt, mặt đầy ngơ ngác. Người khổng lồ này thật đáng sợ. Hơn nữa, cái đĩa này ở hạ giới chắc chắn là một pháp bảo chính thức. Như vậy mà còn nói anh không phải nhân vật lớn, còn nói anh không phải chủ nhân. Những người tí hon nghĩ Vương Mộng đang giấu giếm, đang khiêm tốn. Vào lúc này, những người tí hon bất tỉnh cũng lần lượt tỉnh lại. Họ vốn đã biệt thực, không cần ăn uống, nhưng khi đến thượng giới, phát hiện không ăn cơm thì dường như không sống nổi. Đám người tí hon lũ lượt lao về phía ổ bánh mì to lớn đó, gặm nhấm âm ỉ. Vương Mộng thấy đám người tí hon này ăn ít, rất dễ nuôi, lại chỉ vào bát nước bên cạnh, ý bảo họ uống nước. Những người tí hon lại bay đến chỗ bát nước, uống từng ngụm lớn. Nhìn cách ăn uống của những người tí hon, Vương Mộng cảm giác như nuôi một đàn thú cưng nhỏ, rất thú vị. Sau khi ăn no uống đủ, những người tí hon quyết định làm thân với Vương Mộng. Cảm ơn tiên trưởng đã cứu mạng, chúng tôi khắc cốt ghi tâm nhưng chưa biết danh hiệu của tiên trưởng, chúng tôi nên gọi ngài như thế nào. Tên của tôi không đáng nhắc đến, đừng bận tâm. Nhưng các bạn sống ở đây khá nguy hiểm, có thể bị rắn rết côn trùng tấn công. Hay là tôi đổi môi trường cho các bạn nhé. Vương Mộng lo lắng nếu mình có việc gì phải đi xa, đám người tí hon này sẽ bị rắn rết côn trùng tiêu diệt, nên muốn đưa họ vào nhà. Những người tí hon không có ý kiến, ngược lại rất vui, cảm thấy đây là dấu hiệu người khổng lồ muốn đưa họ về môn phái. Sau đó họ thấy một bàn tay che kín trời đất túm lấy họ. Vương Mộng đặt họ vào lòng bàn tay định đưa về nhà, nhưng vừa rời khỏi cây nhỏ 3 mét, những người tí hon mặt mày nhăn nhó, đau đớn sinh mệnh trôi đi. Vương Mộng hoảng sợ vội đặt những người tí hon về chỗ cũ. Không còn cách nào khác, các bạn quá yếu, có vẻ không thể rời khỏi phạm vi của cây này, không thể gia nhập môn phái của Vương Mộng, khiến những người tí hon hơi tiếc nuối. Nhưng nhìn cây thế giới khổng lồ này, lại thấy sống dưới gốc cây cũng không tệ. Bệnh tật kéo tôi vào vực thẳm, những người tí hon trước mắt cho tôi thấy hy vọng, vì họ truyền cho tôi một phương pháp dưỡng sinh. Kết quả là thân thể thánh nhân của họ chỉ vì ăn vài miếng thịt mà suýt chết vì no quá, khó khăn là mới hấp thụ tiêu hóa, lại bị hàn khí xâm nhập, thậm chí bị cảm lạnh. Nhìn những người tí hon no đến khó chịu, Vương Mộng rất lo lắng. Tiền bối đừng lo, chúng tôi chỉ tham ăn quá nhiều thôi. Hơn nữa đây là một cơ duyên, nếu chúng tôi có thể tiêu hóa, sức mạnh cũng sẽ tăng lên. Thực ra trong lòng những người tí hon còn kinh ngạc hơn. Ma châu đáng sợ, tiên nhân mạnh mẽ mà chưa từng tu luyện, còn có tiên dược xiết làm họ nổ tung. Không trách tiền bối mạnh như vậy, lại ăn tiên dược như cơm bữa, khủng khiếp thay. Mấy người tí hon mất một ngày mới hấp thụ hết năng lượng. Vương Mộng cũng không dám rời đi, canh chừng bên cạnh một ngày. Cảm thấy thế nào? Cảm ơn tiên trưởng quan tâm. Không chỉ tiêu hóa được sức mạnh trong cơ thể, công lực cũng mạnh lên một chút. Người tí hon rất phấn khích, liên tục cảm ơn, bởi vì công lực của họ đã rất lâu không tăng lên. Vương Mộng hơi ngượng ngùng, chỉ là món ăn thường ngày thôi, nhưng bị người tí hon coi là linh đan diệu dược. Thấy những người tí hon tỉnh dậy,
Vương Mộng liền đi làm việc của mình. Đến ngày hôm sau, khi Vương Mộng đến xem những người tí hon như thường lệ, phát hiện những người tí hon mặt đầy hoảng hốt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Diệp Trần và ma thần nữ có vẻ sắp chết rồi. Tiền bối làm ơn xem giúp họ. Bị động vật tấn công mà, không phải, có vẻ là bị bệnh. Vương Mộng mặt đầy ngơ ngác. Người bay lên của nhà người ta thì hủy trời diệt đất, còn người bay lên nhà mình lại bị bệnh. Tiền bối xem này, không biết là bệnh gì nặng thế, lại khiến họ suýt chết chỉ sau một đêm. Thật đáng sợ. Đúng vậy, thượng giới thật nguy hiểm. Ma vật đáng sợ, quy tắc kỳ lạ, lại thêm căn bệnh kinh khủng. A Di Đà Phật, họ có triệu chứng gì không? Có. Cơ thể họ lúc nóng lúc lạnh, trán nóng ran, họng khàn đặc, ho liên tục. Nghe sao giống cảm cúm sốt quá. Tối qua họ có bị lạnh không? Đúng, tối qua quả thật có luồng hàn khí ập đến, lạnh lắm. Chúng tôi đều về phòng tránh rét, nhưng Đức Ma Nhĩ cứng đầu vẫn tiếp tục tu luyện, rồi sau đó không còn gì nữa. Lúc này, Vương Mộng đã chắc chắn hai người tí hon này bị cảm cúm. Các bạn đợi đấy, tôi đi pha thuốc cho họ. Nói xong Vương Mộng liền quay về phòng, pha một chút thuốc cảm cúm với nước. Sau khi chuẩn bị xong liền bưng thuốc đến dưới gốc cây, bảo những người tí hon khác cho hai người bệnh uống. Không lâu sau hai người dần tỉnh lại. Thuốc này rất hiệu quả, không hổ danh là đồ của tiên nhân, quả thật có hiệu quả cải tử hoàn sinh. A Di Đà Phật, Vương Mộng thấy thuốc càng có tác dụng, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hai người cứ yên tâm dưỡng bệnh, khỏe hẳn rồi hãy tính. Đừng vì muốn nâng cao cảnh giới mà lại mắc bệnh tim mạch. Người tí hon không biết bệnh tim mạch là gì, nhưng họ tin lời Vương Mộng, không cho tu luyện thì không tu luyện nữa. Mấy ngày tiếp theo, Vương Mộng mỗi ngày luyện chút công pháp, dọn dẹp vườn rau. Khi Vương Mộng đang lặng lẽ quan sát cuộc sống của những người tí hon, một tiếng nổ nhẹ phá vỡ sự yên tĩnh này. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một khe nứt. Vương Mộng không hiểu chuyện gì. Những người tí hon nghe thấy động tĩnh liền bay vút lên không trung. Người bay lên, lại có người bay lên rồi, sẽ là ai? Trước khi chúng ta bay lên đã thăm dò qua, càn khôn giới không còn tu sĩ cảnh giới thánh nhân nào nữa. Có lẽ có một số người dùng bảo vật che giấu khí tức, lợi dụng chúng ta đi tiên phong, họ ở phía sau dễ dàng hơn. A Di Đà Phật. Vương Mộng lần đầu thấy tình huống này, rất ngạc nhiên, nhìn xe mê, khe nứt và sấm sét kéo dài 4-5 phút. Ba bóng người từ khe nứt lóe ra, rồi khe nứt đột ngột biến mất. Khi thấy chân thân của ba vị đó, mấy vị thánh nhân đều biến sắc. Hóa ra là các ngươi giấu kỹ thật. Ba con này là dị thú sa đọa nổi tiếng ở càn khôn giới, để phá vỡ quy tắc đại đạo, phạm nhiều tội ác tày trời, là kẻ thù của giới tu sĩ. Tưởng rằng các ngươi đã bị tiêu diệt sạch, đã bay lên đến đây rồi, thì cứ ở lại đây mãi mãi đi. Dựa vào ngươi hay dựa vào các ngươi? Thân hình dị thú to lớn, nên đối mặt với mấy vị thánh nhân, dù chỉ có ba con, cũng chẳng sợ hãi gì. Thấy họ sắp đánh nhau, Vương Mộng tò mò hỏi, các ngươi có thủ án gì không? Vừa lên tiếng, ba con dị thú mới để ý, cái thân hình khổng lồ này lại là sinh vật sống. Nghe thấy giọng nói như sấm rền, ba con dị thú sợ hãi vô cùng. Có một số thủ án, nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi. Giờ đây xin nghe tiên nhân phán xét, các ngươi thật là càng sống càng lùi. Đường đường là thánh nhân mà lại cúi đầu không lưng. Bốn đời đại đế của tộc ta, lại sinh ra một lũ nhu nhược. Nghe lời chế giễu của dị thú, những người tí hon khác cũng không giận, cho rằng đối phương không biết gì. Nhưng địa ngục bá chủ tính nóng này không chịu nổi. Chị em ơi, em nhịn không được nữa, để em đánh chết chúng đi. Tài năng chẳng có bao nhiêu, miệng lưỡi lại không nhỏ. Đến đây nào, hầu ca cho người một chân. Ăn. Ôi chao, thật tuyệt. Cuối cùng cũng có ba con vật đến. Một con khỉ, một con chim, một con rắn, vừa đủ làm thú cưng. Vườn rau của tôi sau khi có người tí hon, lại có thêm ba vị khách. Tôi tốt bụng muốn nuôi họ làm thú cưng, nhưng họ lại không cảm kích, còn thốt ra những lời đe dọa. Vật gì mà dám xúc phạm ta như vậy? Tộc Sa Đạ, hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào là họa từ miệng mà ra. Dù ngươi là tiên nhân, chúng ta cũng phải chém giết ngươi. Lũ thánh nhân hèn mọn, hãy xem chúng ta tiêu diệt tiên nhân thế nào. Tộc Sa Đạo của ta không bao giờ làm nô lệ. Ha, hầu ca vỗ ngươi một cái. Sinh vật sa đoạn này sức mạnh của thật kinh người. Nếu không có tiên nhân ở đây, chúng ta có lẽ phải tốn không ít công sức. Ừ, sao thế? Gầm, đây chính là tư thế của tiên nhân sao? Ăn. À, sao có thể? Ta lại không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Tình hình không ổn, chúng ta mau rút lui. Ha ha ha. Nơi này không nên ở lâu, bảo toàn tính mạng là quan trọng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hôm nay tại đây, hầu ca ta đã ghi nhớ, ngày sau nhất định sẽ trả lại. Hừ, không biết sống chết, ra khỏi phạm vi bảo vệ của kiếm thuật, chính là vùng cấm sinh mệnh. Người tí hon vừa dứt lời, liền thấy dị thú đang chạy trốn thân hình cứng đờ. Một cảm giác yếu ớt kinh hoàng truyền đến từ sâu trong linh hồn. Tệ quá, ôi trời ơi, mạng ta. Những người tí hon mặt đầy vẻ đúng là như thế. Thời gian qua, người tí hon đã tổng kết ra quy tắc sinh tồn ở tiên giới.
không được rời khỏi phạm vi bảo vệ của cây thế giới, phải được người khổng lồ bảo vệ. Không có người khổng lồ cho ăn, dù ngươi là thánh nhân, cũng sẽ bị chết đói. Huống chi xung quanh còn đầy ma vật hỗn độn. Mỗi ngày một ải, những người bay lên đã chớt cảnh tỉnh bản thân. Ba con sinh vật sa đọa vừa đến đã chạm vào hết các điều cấm kỵ. Trong mắt những người tí hon, đó chính là ông già trường thọ treo cổ, chán sống rồi. Người rốt cuộc đã dùng yêu pháp gì? Có dám thả chúng ta đi không? Lấy lớn hiếp nhỏ có gì là tài giỏi? Có bản lĩnh thì thả chúng ta 1.000 năm. Chúng ta chỉ cần 1.000 năm, nhất định sẽ chém người chết. Nhìn cách khích tướng vụng về của ba con vật nhỏ, hey, Vương Mộng không thèm để ý, trực tiếp ném chúng xuống dưới cây nhỏ. Lập tức cảm giác yếu ớt biến mất, chết đi sống lại, cảm giác sống thật tốt. Giả tạo, tôi nói cho người biết, cũng muốn giam cầm chúng ta. Tộc sa đọa của ta nổi tiếng cứng cỏi. Đúng vậy, đừng hòng khiến chúng ta khuất phục. Tộc sa đọa không bao giờ làm nô lệ. Ba đứa này lúc nào cũng ngu ngốc vậy sao? Trước đây tôi còn rất e ngại chúng. Thật xấu hổ, các người tốt nhất cứ cứng cỏi như vậy. Ba con vật nhỏ này có vẻ rất kiêu ngạo, trông khó thuần phục. Tiền bối đừng lo, cứ để chúng đói vài ngày, đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mấy ngày này đã muốn chúng ta khuất phục. Chúng ta là bất tử bất diệt, biệt thực hiểu không? Được thôi nàng, cứ để đói đi. Tùy ngươi. Nếu ta ăn một miếng, ta sẽ tự ném mình ra khỏi đây. Vương Mộng không để ý đến lời cứng rắn của con khỉ, trực tiếp chuẩn bị một đống thức ăn vào giờ ăn. Những người tí hon đã nóng lòng không chờ được nữa. Vương Mộng gọi một tiếng, người tí hon liền ùa tới. Bên kia ba con vật nhỏ thực sự không hiểu nổi, tại sao đến thế giới này khả năng biệt thực của mình lại mất đi. Lúc này đói đến nỗi ngực dính sát lưng, nước mắt không kiềm chế được chảy ra từ khóe miệng. Hai vị đạo hữu, chúng đang làm lung lay đạo tâm của chúng ta, tuyệt đối không thể mắc bẫy. Đương nhiên rồi, chúng ta là tộc sa đọa đường đường chính chính, làm sao có thể vì một chút thức ăn mà lung lay đạo tâm. Nhưng mà nói lại, những thức ăn đó trông có vẻ rất bổ dưỡng, không biết có vị gì. Nhìn ba con vật nhỏ chảy nước miếng, Vương Mộng trong lòng rất vui. Vì vậy tốc độ ăn càng chậm hơn, nhai kỹ nuốt chậm. Những người tí hon chỉ ăn vài miếng đã không chịu nổi, thực sự quá bổ. Cuối cùng tất cả thức ăn đều bị Vương Mộng ăn hết. Nếu các ngươi muốn ăn, có thể nói thẳng, ta rất hào phóng. Mơ đi, chúng ta tuyệt đối không ăn một miếng của ngươi. Dù có chết đói, tốt, có khí phách, nóng vội ăn không được đậu phụ nóng. Ngày mai ta sẽ đến lại. Sáng sớm hôm sau, Vương Mộng lại mang đến thức ăn thơm phức. Quảng vật Thiên Vương nói với Vương Mộng, đêm qua ba con vật nhỏ suýt bị một con quái vật lớn kéo đi làm bữa tối, còn ba con vật nhỏ lúc này nằm bẹp trên đất thủ rũ. Hôm nay chúng ta ăn trứng gà, đây là quà bạn tôi nuôi 2.5 năm tặng cho tôi đấy. Vỏ trứng thơm lừng, trứng do gà hỗn độn đẻ ra, trông ngon quá. Tiền bối không biết sức mạnh của gà hỗn độn này so với viên hỗn độn ma châu chúng ta gặp trước đây thế nào. Gà so với nhện à, chắc một miếng là xong một con. Lời nói nhẹ nhàng của Vương Mộng khiến Trương Tiểu Long sốc không thôi. Viên hỗn độn ma châu đó đã mạnh vô biên rồi, gà hỗn độn gì đây mà lại một miếng một con. Tiên nhân đúng là tiên nhân, gà hỗn độn mạnh như vậy mà vẫn phải đè trứng cho tiên nhân ăn. Đồ ngon, im đi, người muốn chết à? Hôm qua người suýt bay lên lần nữa rồi, người quên rồi sao? Phú quý nguy hiểm mới cầu được, đây đều là thực lực trắng tinh đấy. Địa ngục bá chủ cứng đầu nói, nhưng cũng không tiếp tục hành động điên rồ đó nữa. Ba con vật nhỏ nghe mọi người trò chuyện, lòng dạ sao động, thơm quá, giá mà được ăn một bữa thì tốt biết mấy. Hầu tử à, hầu ca, hay là chúng ta cho người khổng lồ đó một cơ hội đi. Nếu tôi có thể ăn một miếng trứng gà tươi đó, biết đâu còn có thể tiến hóa nữa. Ba con vật nhỏ bàn bạc một hồi, đã quyết định. Chỉ cần hắn mở miệng vàng, chỉ cần hắn cho một cơ hội, chúng ta lập tức chịu thua. Mau mau mở miệng gọi chúng ta đi. Ba con vật nhỏ này rất cứng đầu, ta sẽ để chúng đói thêm một bữa xem sao. Lợi thế đang thuộc về ta. Vườn rau của tôi, ba vị khách mới đến, miệng nói thả chết cũng không ăn một miếng của tôi. Kết quả đói chưa được 2 ngày đã hoàn toàn phát điên, còn nghe lời khuyên của tiểu thánh nhân, nhất định phải dâng bảo vật cho tôi. À, cúi đầu nhận thua không phải là nhục. Biết có biết rũi, mới là đấng trượng phu. Khó trách chúng ta lại như thế này. Ngày hôm đó như thường lệ, Vương Mộng đến cho người tí hon ăn. Kết quả vừa xuất hiện, đã bị con khỉ điên cuồng ôm chặt chân. Tiên nhân, chúng tôi chịu thua rồi. Chúng tôi nhận thua, cho tiểu hầu một miếng ăn đi. Tề Thiên Đại Thánh sắp đói gây rồi. Đến đây, thưởng cho con khỉ. À nhầm, thưởng cho hầu ca một miếng ăn đi. Chúng tôi sẵn lòng hầu hạ bên cạnh tiên nhân. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Vương Mộng hơi ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng với khí thế lúc các ngươi xuất hiện, ít nhất cũng phải kiên trì được một tuần chứ. Mới có 2 ngày đã không chịu nổi rồi, làm sao có thể chứ? Tiên nhân tôn quý như vầng trăng sáng, chúng tôi ẩn nào đó là vinh hạnh. Đúng vậy, không cần 998, không cần 698, chỉ cần cho ăn cho ở, ngài sẽ có được thần thú sa đọa huyền thoại. Còn là ba con, làm việc chăm chỉ không từ nan. Nhìn ba con vật nhỏ cố gắng quảng cáo bản thân, Vương Mộng không nhịn được đưa chúng đến bên căn nhà nhỏ. Được rồi, thấy các ngươi thành tâm, hôm nay cũng cho các ngươi nếm thử trứng gà muối này. Chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy sức mạnh huyết mạch đang sôi sục. Nếu được ăn một miếng, chẳng phải tôi có cơ hội tiến hóa thành gà hỗn độn sao? À thơm quá, đây mới là nhân sâm. À nhầm, đây mới là hào sâm chứ.
Biết sớm mò như vậy, chúng tôi đã nên cúi đầu sớm hơn. Trời lớn đất lớn, ăn cơm là lớn nhất. Cảm giác này, con chim sa đoạn này lại có cơ duyên như vậy. Chẳng lẽ nó thực sự có thể tiến hóa thành gà hỗn độn sao? Có lẽ chỉ là cảnh giới huyết mạch. Muốn tiến hóa thành gà hỗn độn, cơ duyên đó có thể gặp không thể cầu. Lần sau bản ma, xin bị con chim gà đó vượt mặt. Nhưng chúng ta thực sự phải đẩy nhanh tiến độ rồi. Bắt đầu từ bữa sau, mỗi người thức ăn tăng gấp đôi. Tôi đã nói rồi, đó đều là sức mạnh trắng tinh. Tôi muốn ăn cả một quả trứng tiên. Ôi! Đồ ngốc, không ngờ quả trứng gà này lại có hiệu quả như vậy. Giá như tôi ăn cũng có thể tiến hóa thì tốt biết mấy. Thấy người tí hon ăn no, Vương Mộng liền rời đi. Khi Vương Mộng vừa đi, người tí hon nhìn nhau, mặc nhiên vây quanh ba con vật nhỏ. Các ngươi định làm gì? Muốn đánh nhau sao? Hừ hừ. Ba tên các ngươi sống mấy vạn năm, trên người chắc có không ít bảo bối nhỉ? Đương nhiên là rất nhiều. Vậy còn không mau mau giao ra đây. Ngươi bảo giao là giao à? Chủ nhân còn chưa ra lệnh. Ngươi là cái thá gì? Chủ nhân còn nói chúng ta không được cướp đâu. Ô hố, muốn gây sự với ta à? Đoán chuẩn lắm. Hừ hừ, trò vật. Lại như ngươi ở diệt kế, ta có thể đánh ba người. Thật sao? Ta cho ngươi thấy sự khác biệt của hai bữa ăn là gì. Để ngươi nếm thử tài nghệ của Tề Thiên Đại Thánh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hầu ca, Super Jassy, đánh hội đồng hiểu chưa? Vì vậy dưới sự cảm hóa của những người tí hon, ba con vật nhỏ cuối cùng cũng bị đánh động, dâng ra bảo bối của mình. Tôi phải mách tiên nhân. Đây vốn là để dâng cho tiên nhân mà. Nhìn vẻ mặt bối rối của ba con vật nhỏ, đạo chủ khinh thường nói, các người sống mấy vạn năm thật uổng, chẳng hiểu gì cả. Giang hồ không phải đánh đánh giết giết, giang hồ là nhân tình thế thái. Tộc xa đọa chúng ta, muốn gì thì cướp là xong chuyện. Im đi, các người cũng đừng bất phục. Tiên giới nguy hiểm thế nào chắc các người cũng thấy rồi. Tiên nhân thương xót chúng ta, sẵn lòng che chở cho chúng ta. Nhưng trên đời không có chuyện tốt vô cớ, chỉ có lợi ích ràng buộc mới lâu dài. Dù tiên nhân chưa chắc đã để mắt đến những thứ này, vậy sao các ngươi không lấy ra bảo bối của mình? Đó là vì bảo bối của các ngươi nhiều hơn mà. Thua kém người ta, hầu ca ta nhận thua. Chỉ là vật ngoài thân thôi mà. Ngày hôm sau Vương Mộng vừa đến, liền thấy ba con vật nhỏ mặt mũi bầm dập. Tiền bối, đây là ba con vật nhỏ đặc biệt dâng cho tiền bối. Nhìn bảo bối trong tay người tí hon, Vương Mộng lập tức hiểu ra. Chuyện gì? Các ngươi cướp từ tay chúng à? Không, đây là chúng tự nguyện dâng cho tiên nhân, phải không? Đúng vậy, chúng tôi bị phong thái tiên nhân chinh phục, không thể hiện gì thấy khó chịu trong lòng. Nghe con khỉ nói vậy, Vương Mộng cũng không vạch trần. Đây là bảo bối có thể chứa đồ phải không? Đúng vậy, bên trong có vô số của cải và tiên dược. Tiên dược ăn vào có thể trường sinh bất lão không? Thấy đạo sĩ vẻ mặt ngượng ngùng, Vương Mộng lập tức nhận ra mình nghĩ nhiều quá. Không hổ là tiên nhân, mở miệng là nói trường sinh, ăn vào có thể tăng tu vi không? Chắc là được. Nhìn Vương Mộng to lớn, người tí hon rất thiếu tự tin. Vì vậy Vương Mộng trực tiếp bảo người tí hon lấy tiên dược nuốt vào, có tác dụng nhưng không nhiều. Tôi vẫn nên luyện công pháp các người truyền cho tôi thì hơn. Bảo bối chứa đồ cho ta một cái, còn lại các người giữ tạm. Nuôi mèo nuôi chó thì nhiều, nhưng người đã thấy ai nuôi người tí hon chưa? Những người tí hon tôi nuôi mỗi bữa đều phải ăn trứng gà, bởi vì trong mắt họ đây là trứng gà tươi, ăn vào có thể tăng tu vi. Hôm đó con khỉ tăng sức mạnh, kiêu ngạo cướp thức ăn của con kiến nhỏ. Kết quả con kiến nhỏ quay đầu gọi cả một đội kiến chúa đến tìm chuyện. Con quái này thật đáng sợ, số lượng lại nhiều, vỏ lại cứng, cứ thế này sớm muộn gì chúng ta cũng tiêu đời. Con quái vật này tuyệt đối là con đáng sợ nhất tôi từng thấy. Không biết chủ nhân khi nào về, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Khi những người tí hon đang chống đỡ vất vả, Vương Mộng đi xa cuối cùng cũng trở về. Vừa nhìn thấy dưới gốc cây, người tí hon đang bị kiến vây quanh. Ăn, chuyện gì vậy? Sao người tí hon lại đánh nhau với kiến, còn bị vây đánh nữa? Nói xong Vương Mộng vội vàng chạy tới, giơ chân lên đá vào đội quân kiến mấy cái. Lũ kiến nhỏ lập tức bị đá tung tóe. Những người tí hon thấy vậy vô cùng phấn khích. Tiên nhân tôn quý, dù xem bao nhiêu lần, vẫn khiến người ta phải kính phục. Đúng vậy, đúng vậy. Nhanh chóng Vương Mộng xử lý xong lũ kiến, đến trước mặt người tí hon. Sao các ngươi lại đánh nhau với kiến? Đừng thấy kiến yếu, nhưng chúng không bao giờ đánh đơn lẻ. Nếu ta về muộn hơn một chút, chắc chắn các ngươi đã bị kiến kéo về hang rồi. Người tí hon nghe vậy, đồng loạt nhìn về phía con khỉ. Con khỉ cảm nhận được sát ý trong ánh mắt đó, lập tức nhận thua. Lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi. Tôi không nên đi cướp đồ của quái vật. Ai ngờ quái vật đó đánh nhau lại kéo cả nhà đến. May là các ngươi không sao, nếu các ngươi bị kéo đi, ta chắc chắn sẽ buồn hai ngày. Nhưng gần đây sức mạnh các ngươi tăng rất nhanh, đều nhờ tiên nhân thường xót cho chúng tôi ăn tiên dược. Sức mạnh không tăng mới là lạ. Gần đây chúng tôi cảm thấy phạm vi hoạt động rộng hơn. Theo tốc độ này, tiên nhân tin rằng không lâu nữa, chúng tôi có thể sống mà không cần dựa vào cây thế giới. Khi đó mong tiên nhân thu nhận chúng tôi vào môn phái,
Đã nói ta không có môn phái rồi, sao các ngươi không tin chứ? Nhưng vườn rau của ta vẫn còn quá nhiều nguy hiểm, đủ loại động vật lạ lùng. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy ngày trước tôi còn thấy một con màu xanh lục, siêu cực kỳ đáng sợ đi ngang qua. Thanh thế rất lớn, mỗi lần nhảy đều tạo ra luồng khí, nhảy loạn vài cái rồi biến mất. Thật đáng sợ. Màu xanh lục, biết nhảy, là châu chấu à? Ngươi không chọc nó chứ? Không không, tôi chỉ nhìn từ xa thôi. Xem ra các ngươi phải nhanh chóng tăng sức mạnh, ít nhất phải có khả năng tự bảo vệ, nếu không chẳng biết ngày nào bị vật lạ bắt đi. Tiền bối, chúng tôi thực sự có tâm mà không có sức, dù mỗi ngày đều ăn no căng, nhưng tiêu hóa quá chậm. Người tí hon mặt đầy khó khăn, họ không giống ba con vật nhỏ, thân hình to, ăn nhiều tiêu hóa nhanh hoàn toàn là thiên phú. Ở tiên giới chúng tôi hấp thụ được rất ít linh lực, tăng sức mạnh hoàn toàn nhờ tiền bối cho ăn. Nói cách khác là ăn càng nhiều, sức mạnh tăng càng nhanh. Thật tốt, chỉ cần ăn là tăng sức mạnh, nhưng nói là ăn không nổi, không tiêu hóa được, hay ta cho họ uống ít thuốc tiêu hóa nhỉ? Nói là làm. Vì vậy ngày hôm sau bữa ăn, Vương Mộng pha một chút thuốc tiêu hóa với nước, mang đến cho người tí hon, vẻ mặt bí ẩn. Các ngươi thử cái này xem, đây là thứ gì giúp tiêu hóa à? Các ngươi ăn quá no, có thể uống một chút, thử xem có tác dụng không? Ô, hiểu rồi, đây là tiên dược giúp tu luyện. Vừa dứt lời, liền thấy bá chủ lao đến, ực 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 uống mấy ngụm lớn. Thế nào, cảm giác thế nào? Sắc bén, tôi cảm thấy sắc bén đang chạy khắp cơ thể. Những người tí hon khác nghe vậy, cũng đều xông tới. Uống tiên dược. Không ngờ, sức mạnh chúng ta ở hạ giới khó khăn là mới tăng, đến tiên giới lại tăng vùn vụt. Có lẽ chúng ta có thể mở cổng bay lên lần nữa, qua lại hạ giới. Cứ thế qua vài ngày, sức mạnh người tí hon tăng vọt. Diệp Trần đã không thỏa mãn với việc so tài giữa người tí hon nữa. Tiên chủ đại nhân, tôi muốn đánh bại tiên nhân, xin hãy cho tôi một cơ hội rèn luyện. Người muốn đánh với ta? Tôi đánh không lại. Tiên chủ đại nhân, xin tiên chủ đại nhân tìm cho tôi một đối thủ, để tôi rèn luyện một chút. Vương Mộng nghe anh ta nói vậy, cũng rất tò mò, nên đã giúp anh ta tìm một con rắn. Con rắn này khá hung hăng, có thể làm đối thủ của ngươi. Diệp Trần cảm ơn. Rồi chuẩn bị đánh nhau với con rắn. Diệp Trần vừa ra tay, đã là vạn tiễn tề phát. Lúc này con rắn vì sợ cái không biết, nên không có ý muốn chiến đấu, khiến Diệp Trần có một ảo tưởng. Rắn ở tiên giới đang sợ ta. Ta mới đến tiên giới bao lâu, đã khiến ma thú như vậy cảm thấy áp lực. Không hổ danh là Diệp Trần. Ha, không hay, Diệp Trần không phá được phòng thủ của con rắn. Con rắn cũng không phải sợ anh ta, mà là sợ vì bị bắt đến đây. Diệp Trần đạo hữu, mau kết thúc trận đấu đi. Lúc này con rắn nhìn con nai nhỏ trước mặt, hoàn toàn không làm gì được mình, bất giác trở nên hung hăng, cảm thấy bị xúc phạm, lao về phía Diệp Trần. Mạnh quá. Nhìn con rắn lao đến lần nữa, Diệp Trần kêu lên thảm thiết. Không, Vương Mộng trực tiếp đưa tay bắn văng con rắn đi. Thấy Vương Mộng dùng một ngón tay bắn văng con rắn, những người tí hon lại một phen sùng bái. Lúc này trong mắt Diệp Trần lóe lên tia sáng chiến thắng. Ta có thể đối đầu với ma thú như vậy, chỉ một chiêu mà không chết đã là chiến thắng rồi. Thanh Huyền đạo hữu giỏi quá, thật là tấm gương cho chúng ta. Không ngờ ngươi lại có thể đỡ được đòn tấn công kinh khủng của ma thú này. Cảm ơn đạo hữu khen ngợi. Sức mạnh của tôi không đáng kể, chúng ta cần cố gắng hơn nữa, phần đầu sớm ngày nghiền nát ma thú hỗn độn. Ai nuôi người tí hon đều biết, tuyệt đối không được để thú cưng trong nhà lại gần chúng, đặc biệt là con gà mái già. Bạn nuôi 2 năm rưỡi mới tặng cho bạn là sát khí. Khi những người tí hon vẫn đang phấn khích vì đỡ được một đòn của con rắn mà không chết, thì con gà mái già đã nhắm con rắn bên cạnh. Dưới ánh mắt ngây ngô của những người tí hon, gà mái già và con rắn đã có cuộc giao lưu thân thiện. Đây chính là hỗn độn kim mã trong tiên giới. Khủng khiếp thay, vạn tiễn của tôi ban đầu còn không phá nổi phòng thủ của ma thú đó, không ngờ gà hỗn độn này lại coi nó như thức ăn, cũng muốn lừa hầu ca à. Uy lực khủng khiếp như vậy, chắc chắn đây là một con phượng hoàng đội lốt gà. Sao tôi cảm thấy đây chỉ là con gà bình thường? Dù là gà hay không, tôi đều cảm nhận được sự áp chế huyết mạch từ nó, có vẻ cùng nguồn gốc với tôi. Nếu có thể nuốt huyết mạch của nó, đồ chim ngốc, ngươi còn muốn nuốt huyết mạch của gà hỗn độn? Không thấy con rắn mạnh mẽ kia chỉ là thức ăn cho nó sao? Với thân hình bé nhỏ của ngươi, cho ngươi nuốt người cũng phải chất nổ thôi. Khi mọi người đang tranh luận, Quảng Mộc Thiên Vương nói một câu thu hút sự chú ý của mọi người. Các ngươi có phát hiện không? Gà hỗn độn bị thương. Mọi người sững sờ, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy trên thân gà hỗn độn có vết thương. Vết thương này còn mới, có thể làm bị thương gà hỗn độn này, phải là sinh vật như thế nào? Sự đáng sợ của tiên giới không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Thấy người tí hon bàn tán xôn xao, Vương Mộng thầm cười. Thực ra đây chỉ là một con gà bình thường, nếu để các ngươi thấy những con vật to lớn, không biết các ngươi sẽ thế nào. Diệp Trần đạo hữu, nếu ngươi đối đầu với con gà hỗn độn này, có mấy phần nắm chắc? Một phần đi. Sức mạnh của đạo hữu quả nhiên mạnh mẽ, lại có thể có một phần nắm chắc. Hey hey hey, ăn tôi. Có lẽ được một phần no, có lẽ còn chưa được một phần no. Mọi người đừng tự ti quá. Dù tiên giới vô cùng nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng đầy cơ hội. Chúng ta mỗi ngày đều đang mạnh lên. Khi người tí hon đang tự động viên,
không ai phát hiện ra. Con gà mái già xử lý xong con gián đã lén nhắm vào con mèo nhỏ. Người tí hon chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Một áp lực khủng khiếp ập đến. Trơ mắt nhìn quái vật khổng lồ tấn công. Ôi chao, xin nữa thì người tiêu diệt hết chúng rồi. Chúng không phải côn trùng, không ăn được đâu. Con gà mái già không ngừng vùng vẫy trong tay Vương Mộng, tạo ra từng đợt gió. Người tí hon bên cạnh mừng vì áp lực khủng khiếp biến mất, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, gió lốc ập đến dữ dội, thổi bay tứ tung. Gà hỗn độn này khủng khiếp thay, sức mạnh khinh miệt trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế. Nếu ta có thể có được máu thịt của nó, luyện thân của nó, thì ít nhất ta có thể đạt tới cảnh giới gà hỗn độn. Thậm chí còn hơn thế, lúc đó trời cao đất rộng, đi đâu mà chẳng được. Mỹ tiên tử nhìn gà hỗn độn bằng ánh mắt nóng bỏng, chìm vào tưởng. Cô ta không thể nào ngờ được, dù có ngày đó thật, cũng chắc chắn không phải trời cao đất rộng, mà có thể là một đĩa gà xào lớn. Các ngươi không sao chứ? Chỉ một chút lơ đãng, xin nữa đã tiễn các ngươi đi. Chúng tôi không sao, cảm ơn tiên chủ đại nhân ra tay. Phong thái của đại nhân vẫn như xưa. Ma thần nữ nịnh nọt một chút. Vương Mộng tỏ vẻ khinh thường. Tiên chủ đại nhân không biết, tiên trưởng chúng tôi ăn hàng ngày là do gà hỗn độn này đẻ ra. Đúng vậy, chính là con này. Không biết nó chạy ra ngoài thế nào. Quả nhiên như vậy, thấy tiên đàn năng lượng dồi dào, tôi đã cố gắng tưởng tượng sự đáng sợ của gà hỗn độn rồi. Nhưng khi thấy tận mắt, lại thấy nó đáng sợ, vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Đúng vậy, và nó có thể cuộn răng như ác điểu. Sức mạnh của tiên chủ đại nhân có lẽ vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Thấy người tí hon đoán càng lúc càng xa, Vương Mộng trực tiếp ngắt lời. Thôi đừng đoán bậy nữa, các ngươi chỉ cần ăn uống đúng giờ mỗi ngày, nuôi mình trắng trẻo béo tốt, cũng có thể mạnh như ta. Ta đi nhốt nó lại đây, tránh làm các ngươi bị thương. Nói xong Vương Mộng cầm con gà mái già đi mất. Nhưng anh ta không để ý ba giọt máu gà lặng lẽ rơi xuống. Lập tức không khí trở nên căng thẳng. Ba giọt máu phượng hoàng này là của ta, ai cũng không được cướp, nếu không sẽ là kẻ thù không đội trời chung với ta. Bảo vật như vậy tất nhiên là người có duyên được. Đúng vậy, ngươi không đủ tiên khí, đừng mơ tưởng đến bảo vật này. Các vị đạo hữu có thể nể mặt hầu ca ta không? Máu phượng hoàng này đối với chúng ta thực sự rất quan trọng. Có thể nhường cho ta không? Chúng ta đã nói rồi, các ngươi không đủ tiên khí, các ngươi không lấy được bảo bối này đâu. Không đánh không xong, nói nhảm bày độ. Vì vậy như dự đoán, không có gì bất ngờ. Ba con vật nhỏ rất biết điều, nhường máu gà cho tiểu thánh nhân. Đáng ghét, nếu không phải các người đến sớm hơn một bước, đâu để nỗi này. Các người đừng đắc ý, hầu ca ta ăn khỏe lắm, ăn nhiều sớm muộn sức mạnh sẽ vượt quá các người. Đúng đúng, đừng thấy các người đông người, chỉ cần cho chúng ta ăn thêm vài bữa, chắc chắn sẽ vượt quá các người. Tức là đây không phải hạ giới, số lượng trước sức mạnh chẳng đáng kể gì. Đúng là ở tiên giới, lấy đồng hiếp ít, thật sướng. Ba con vật nhỏ rất không phục, nhưng cũng không có cách nào. Ở hạ giới ba đời chúng liên thủ có thể áp đảo đám thánh nhân, nhưng giờ đúng là hổ sa đồng bằng bị người khinh. Ba con vật nhỏ trơ mắt nhìn đám tiểu thánh nhân hút ba giọt máu gà vào bình, về nhà luyện hóa. Hầu tử, báo thù ngàn năm không muộn, sau này chúng ta phải ăn thật nhiều, ăn no căng bụng. Nhớ kỹ mối thù này, tương lai nhất định phải báo. Tôi không chịu đâu, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Biết vậy lúc đầu đã không để thánh nhân thăm dò đường, tôi muốn khoe khoang ngoài phong. Đúng vậy, chúng ta vẫn còn cơ hội, tôi muốn liều một phen. Đừng nóng vội, chúng ta hãy cầu xin tiên chủ đại nhân. Ôi, xin tiên chủ đại nhân ban cho chúng ta máu tươi. Tôi thấy tiên chủ có vẻ dễ nói chuyện. Cầu người không bằng cầu mình. Mỹ tiên tử nhìn về phía ngoài phạm vi bảo vệ của cây thế giới. Sinh vật nhỏ bé trước mắt này, để có được một giọt máu của gà mái ra, không ngại vi phạm quy tắc sinh tồn của vườn rau, thoát khỏi phạm vi bảo vệ của cây thế giới, cố gắng bò được 1 mét xa. Bởi vì trong mắt nó, giọt máu gà bình thường này là máu phượng hoàng có thể giúp nó tiến hóa. Vương Mộng vừa nhốt xong gà mái ra trở lại vườn rau, liền thấy con khỉ và người rắn hoảng hốt chạy đến. Tiên chủ đại nhân, mau mau cứu mạng. Tiên chủ đại nhân, cứu Mỹ tiên tử với. Mỹ tiên tử sao vậy? Cô ấy thoát khỏi phạm vi bảo vệ của cây thế giới, đã không còn phản ứng nữa. Vương Mộng nhìn theo hướng chỉ, quả nhiên thấy một sinh vật nhỏ nằm trên đất. Không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đến đó mang về dưới gốc cây. Cảm ơn tiên tổ đại nhân cứu mạng. Đứa nhỏ này thật không biết lo xa, ở yên không được sao lại chạy ra ngoài. Nếu ta không nghĩ đến việc quay lại, chẳng phải đã chết rồi sao? Sau này đừng chạy lung tung nữa. Lần này các ngươi may mắn, lần sau nếu ta không có mặt, các ngươi tính sao? Tiên chủ đại nhân nói đúng, chúng tôi sau này tuyệt đối không phạm sai lầm nữa. Thấy con khỉ nhận lỗi, Vương Mộng không quan tâm nữa, nhìn quanh một lượt. Vườn rau của ta vẫn còn quá nguy hiểm, ta không thể luôn canh chừng chúng. Vạn nhất có mấy con vật nhỏ đến, nếu lại đến chơi với chúng thì còn được, sợ là đến gây sự thôi. Chúng có lẽ không chịu nổi, phải tìm thời gian bảo vệ khu vực này.
Sau khi Vương Mộc đi, tiên tử Sa Đoạ được máu gà đang miệt mài luyện hóa. Còn bên người Tí Hon, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát. Các tiểu thánh nhân đứng trên không, trên người lại mang một chút khí tức sinh linh tiên giới. Các vị đạo hữu có vẻ thu hoạch không ít, chúc mừng các vị. Cùng vui cùng vui. Không biết Diệp Trần đạo hữu giờ đã đạt cảnh giới gì? Vừa rồi luyện hóa máu tươi, khí tức tiên đạo nồng đậm trên người đạo hữu, khiến người ta nghẹt thở. Ha ha ha, khiêm tốn khiêm tốn. Nói thì nói vậy, nhưng khóe miệng không giấu nổi đã bán đứng anh ta. Chẳng lẽ đã đạt tới chuẩn tiên? May mắn thôi, may mắn thôi. Nhưng Thần Mộc Nữ và Quảng Mộc Thiên Vương hai vị đạo hữu cũng ở cảnh giới này phải không? Nước chảy thành sông thôi. Hai người không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận. Những người Tí Hon khác rất ngưỡng mộ họ. Yêu hơn thì mới tiên tạng 7-8 tầng. Khi xưa chúng ta cùng bay lên, giờ đây ba vị đạo hữu đã là chuẩn tiên. Tin rằng không lâu nữa, các người cũng sẽ trở thành sinh linh tiên giới, giống như những quái vật kia, thực hiện bước nhảy vọt về tầng thứ sinh mệnh. Bên kia ba con vật nhỏ cảm nhận được dao động tu vi của tiểu thánh nhân, rất cảm khái. Tu vi cảnh giới của họ đã đạt tới mức độ như vậy. Dù sao đây cũng là tiên giới. Tinh huyết phượng hoàng, sau khi luyện hóa, tu vi cảnh giới tăng nhanh là điều đương nhiên. Nhưng chẳng lẽ chúng ta sẽ mãi bị đối phương áp đảo sao? Hy vọng người có thể luyện hóa thành công, một bước vào chuẩn tiên. Như vậy chúng ta cũng có thể cứng cỏi một chút. Trong sự mong đợi của con khỉ, thời gian trôi qua nhanh chóng, tiên tử Sa Đoạ không làm họ thất vọng. Cùng với một tiếng kêu cao vút, khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Thành công rồi, ha ha. Nửa bước chuẩn tiên, từ nay về sau xem ai dám coi thường bản hoàng. Đúng vậy, xem ai còn dám bắt nạt tộc Sa Đoạ chúng ta. Nhưng bên kia hình như đã có ba vị chuẩn tiên rồi. Đừng lo, với thiên phú của chúng ta, đuổi kịp họ chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa với thực lực hiện tại của ta, chắc họ cũng không dám quá kiêu ngạo đâu. Đúng đúng đúng, ha ha ha. Những thánh nhân đó đối với chúng ta chẳng là gì cả. Ngay cả tiên chủ đại nhân, nói thì nói vậy chứ đùa thì đùa vậy. Tồn tại như vậy không thể coi thường. Chọc giận ông ấy thì thực sự sẽ bị đói bụng đấy. Đúng đúng đúng, thánh nhân tính là cái gì? Hầu ca ta dạy hắn làm người. Sự đột phá của Mỹ tiên tử khiến ba con vật nhỏ hào hứng, đang thỏa sức tưởng tượng tương lai. Bỗng nhiên giọng Vương Mộng vang lên. Hóa ra là đến giờ ăn rồi. Lập tức bất kể là nhóm đang hào hứng hay nhóm tiểu thánh nhân cao thâm, đều biến thành những tên hàm ăn, háo hức bay về phía Vương Mộng. Ta thấy các ngươi vì một giọt máu gà mà đánh nhau kịch liệt, còn liều mạng thoát khỏi sự bảo vệ, nên đã chuẩn bị cho các ngươi một bát máu gà lớn. Ô, đây, đây toàn là máu tươi sao? Một bát to quá, phải ăn bao lâu đây? Nếu luyện hóa hết cái này, thì trực tiếp thăng tiền tại chỗ luôn. Còn thăng tiền gì nữa, ta thấy là nổ tung tại chỗ luôn. Tiếc là chúng ta đã đánh nhau vì ba giọt máu phượng hoàng, không ngờ tiên chủ lại có nhiều đến thế. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người Tí Hon, Vương Mộng cũng cười tề tết. Ta thích nhìn vẻ mặt chưa từng thấy đời của các ngươi. Yên tâm, cứ ăn thoải mái. Chúng ta tặng ta một chậu lớn, còn nhiều lắm. Một chậu lớn. Sức mạnh của tiên chủ đại nhân một lần nữa vượt quá trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta thực sự có thể ăn sao? Tôi không phải đang mơ chứ? Miễn là người ăn được, ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhiều tinh huyết như vậy, chắc tiên chủ đại nhân cũng tốn không ít tâm sức mới có được phải không? Đúng vậy đúng vậy. Nhiều tinh huyết như vậy, không biết phải săn giết bao nhiêu yêu ma tiên giới mới có thể luyện ra được. Chẳng lẽ đại nhân những ngày qua thường xuyên ra ngoài là để giúp chúng ta thu thập tinh huyết? Lập tức những người Tí Hon cảm thấy mình đã nắm bắt được sự thật, cảm động vô cùng, khiến Vương Mộng rất ngượng ngùng. Ta đâu có săn giết yêu ma, thứ này chợ có nhiều mà. Vương Mộng không nói gì thêm, trực tiếp mời người Tí Hon ăn. Mỹ tiên tử nhanh nhất lao đầu vào bát lớn. Lập tức cảnh tượng hỗn loạn. Sau một hồi tranh giành dữ dội, người Tí Hon không quản gì nữa, uống sạch máu gà. Xong rồi hầu ca, tôi sắp nổ tung, không được nữa, một giọt cũng không nuốt nổi. Biết sớm các người có khẩu vị đặc biệt thế này, ta đã chuẩn bị cho các người vài đĩa rồi. Người Tí Hon không đáp lời, từng người lặng lẽ luyện hóa khí huyết trong cơ thể. Còn ba con vật nhỏ nhờ thân thể mạnh mẽ, ăn nhiều nhất, no đến mức chỉ muốn ngủ. Nhưng người Tí Hon không quản gì, ăn hết một bát lớn máu gà mái. Sau đó ta nghĩ họ sẽ tăng sức mạnh vượt bậc, không chừng trực tiếp tại chỗ. Nhưng không ngờ, họ hoàn toàn không thể hấp thụ hết nhiều năng lượng như vậy. Cảm thấy thế nào? Nhờ ơn tiên tổ, chỉ có thể nhận lại một cái mạng. Nghĩa là sao? Ăn nhiều như vậy mà không có tác dụng gì sao? Không hẳn, chỉ là chúng tôi thực lực thấp, hấp thụ hết những gì có thể hấp thụ, đành phải đẩy phần lớn năng lượng ra ngoài cơ thể. Vậy họ có thiên phú cao hơn chúng ta, chắc hấp thụ được nhiều hơn chúng ta, nên vẫn chưa kết thúc. Ý là ba người họ rất mạnh phải không? Mạnh hơn chúng ta. Nhanh chóng những người khác cũng dần tỉnh lại. Còn Quảng Mộc Thiên Vương lại là người duy nhất trong số họ hấp thụ toàn bộ năng lượng. Không ngờ nhỉ, tiểu thiên vương này lại là người mạnh nhất. Chúc mừng các ngươi, chắc thu hoạch đều không nhỏ nhỉ. Nhờ ơn tiên chủ ban cho, chúng tôi mới có được cơ duyên như vậy. Vậy theo lời ngươi nói, ta lại kiếm cho các ngươi nhiều các loại huyết động vật khác nhau, tu vi các ngươi chẳng phải sẽ tăng nhanh sao? Không đâu, bất kỳ thiên tài địa bảo nào, chỉ có lần đầu sử dụng mới đạt được sự tăng tiến lớn. Về sau, dù có tác dụng khi sử dụng lại, cũng chắc chắn không như lần này.
Vậy thật đáng tiếc quá. Ta còn tưởng đã tìm được bộ tăng tốc tu luyện cho các ngươi. Tuy đáng tiếc, nhưng con đường tu hành cũng không phải càng nhanh càng tốt. Nền tảng vững chắc mới có thể đi được lâu dài. Tiên chủ đại nhân, không biết có thể tìm cho chúng tôi một đối thủ không? Giống như con rắn lần trước ấy. Cũng được. Chúng tôi vừa tăng sức mạnh, đang cần một đối thủ để rèn luyện tu vi. Mong tiên chủ đại nhân thành toàn. Lại muốn luyện tay à? Được, ta đi tìm xem có gì làm đối thủ của các ngươi không. Tiên chủ đại nhân đừng quá mạnh. Bình thường một chút là được. Được, ta biết rồi. Tiên chủ đại nhân, đừng tìm cái cùng cấp với gà hỗn độn. Thế thì xong đời. Không lâu sau, Vương Mộ đi một vòng, xách về một con kiến bay. Không thấy nhiều động vật nhỏ. Thứ này so với con rắn trước đây, chắc mạnh hơn một chút. Các ngươi cẩn thận nhé. Tạm dùng vậy đi. Người tí hon nhìn ma thú hỗn độn trước mắt, vẻ mặt nghiêm trọng. Ma thú này trông rất hung dữ. Để ta thử sức nó xem. Hê. Ăn. Người tí hon liên tiếp ra tay, nhưng đáng tiếc sức mạnh không đủ. Liên tục bị đánh bại, người tí hon hoàn toàn không dám đối đầu trực diện. Có vẻ thứ này đối với các ngươi vẫn hơi quá sức. Lần sau tìm cái không có tính tấn công mạnh thế thử xem. Tưởng tu vi chúng tôi tăng nhiều, dù không bằng tiên chủ đại nhân, nhưng ở tiên giới này ít nhất có sức tự bảo vệ. Nhưng giờ xem ra, chúng tôi vẫn như kiến hôi. Bất kỳ ma thú nào cũng có thể săn giết chúng tôi. Thấy người tí hon bị đả kích nặng nề, Vương Mộng vẫn quyết định mở miệng an ủi. Thực ra các người đã rất giỏi rồi. Ngay cả ta bị thứ này chém một nhát cũng sẽ rất đau đấy. Nghe Vương Mộng nói vậy, người tí hon không những không được an ủi, ngược lại càng buồn bã hơn. Sao tôi cảm thấy tiên chủ đại nhân đang chế giễu chúng ta? Có khả năng tiên chủ đại nhân chỉ đang nói sự thật. Ồ, thực ra ta không có ý đó. Hơn nữa, gần đây sức mạnh các người tăng khá nhanh đấy. Tin rằng không lâu nữa sẽ nghiền nát con kiến bay đó thôi. Nói thật, con kiến bay đó đáng sợ thật. Một đôi liềm lớn chém thẳng tới. Mặc cho người có vạn phép thuật, ta một sức mạnh phá hết. Đúng vậy, may mà chúng ta gặp may. Nếu không bị chém một nhát, chắc chắn sẽ cụt tay gãy chân. Thấy người tí hon lại bắt đầu tự động viên, chẳng mấy chốc lại trở nên hào hứng. Vương Mộng thấy không cần nói gì thêm, trực tiếp rời đi. Kết quả ngày hôm sau đến, phát hiện người tí hon ai nấy mặt tái nhợt, mặt mày nhăn nhó, trông như sắp chết đến nơi. Chuyện gì vậy? Không phải lại bị bệnh chứ? Sao lại nặng thế này? Hai ngày qua có chuyện gì xảy ra không? Không phải do uống bát máu gà đó chứ? Chết tiệt, không có khả năng thì ăn ít thôi. Giờ thì hay rồi, xin nữa bị virus mang đi rồi. Nói thì nói vậy, Vương Mộng vẫn về phòng tìm thuốc, pha thành thuốc nước. Nhìn người tí hon nhỏ xíu, Vương Mộng hơi khó xử. Suy nghĩ một chút, trực tiếp nhỏ cho mỗi người một giọt. Sinh tử có mệnh, phú quý tại trời, ta làm được gì đã làm hết rồi. Còn lại xem các ngươi chịu đựng được không. Tiếc là công pháp các ngươi cho ta mới luyện được 3 tầng. Không thì chỉ cần vây tay một cái là chữa khỏi cho các ngươi rồi. Ha ha ha.